Thì ở đây các em sẽ chọn những cái đơn vị mà ví dụ như là cm hoặc là mm ha. Còn không thì các bạn có thể bấm vô cái phần More Template nè. Thì cái giao diện đầu tiên đó, các bạn bấm vô phần More Template để mình xem nè. Đó, nó ra rất là nhiều kiểu. Thì đây nó cho các em rất là nhiều dạng ha. Thì đây thật ra cái nào nó cũng được, nhưng mà các bạn chú ý về cái đơn vị ở dưới nè. Ví dụ như in thì mình ở Việt Nam mình đâu có xài cái đơn vị này phổ biến đâu. Do đó các em cứ chọn đơn vị nó là mm hoặc là cm. Thì đây tôi để là mm luôn nha. Thì các bạn có thể kéo xuống ở đây nè. Ví dụ như vẽ phong cảnh làm đồ gỗ nè các bạn. Woodworking là làm đồ gỗ, còn interior đại khái nó chia ra vậy thôi. Interior là nội thất. Còn cái này là bên 3D printing là nó sẽ kết hợp với một cái máy in 3D, thì mình đây mình không có làm việc đó. Ở các bạn có thể sử dụng một cái dạng đó là architecture, có nghĩa là làm bên kiến trúc này nọ ha, dựng sản phẩm làm kiến trúc. Đây đơn vị tôi chọn là mm nha, các bạn bấm vào. Nè, đơn vị là mm. Rồi, đợi cho nó chạy rồi. Khi nó chạy cái giao diện SketchUp nó sẽ là như thế này, nhưng mà trên máy các em nhiều khi nó lại khác một chút xíu, thì mình sẽ tùy chỉnh cái giao diện nó được. Rồi, cái thứ nhất là về cái thao tác công cụ. Các bạn nhìn vô cái giao diện này ha. Thật ra giao diện của SketchUp khá là đơn giản các bạn, nó không có nhìn nó không có nặng nề, nó không có phức tạp như là 3D Max. Ở đây thì về cơ bản tất cả những phần mềm nó đều bố trí như nhau. Thứ nhất đây là cái tên, đây là cái phần mềm và hiện tại đang để là until, có nghĩa là không có tên. Rồi các bạn làm thì các bạn vào file các em save nó lại. Mình đặt tên ví dụ như mình save nè. Đây tôi đặt tên luôn ha, save. Các bạn vào file, các em chọn save, save as cũng được. Rồi các em vào cái lựa chọn cái ổ cứng cái nơi mình save lại ha. Ở đây tôi mong SketchUp đây. Rồi đây là bài lab số 1 nha. Thì tôi sẽ save thằng lab 1. Tôi bấm save. Rồi chỗ này khi các em save thì cái tên nó đổi nè, thành lab số 1 ha. Cái bản tôi đang sử dụng là SketchUp Pro 2020. Thì tôi thì các bạn có thể xài cái bản từ 17 trở lên là được rồi ha, đừng xài cũ quá. Rồi ở đây thì các bạn thấy trên cái thanh trên cùng của mình nó có file edit view camera raw tool window extension heo gì đó. Thì đây là cái thanh điều hướng, cái thanh menu. Rồi ở dưới đây là những cái công cụ mà các bạn hay sử dụng, thì các bạn bóc ra các bạn cho nó lên đây được nếu chúng ta cảm thấy nó ít ha. Ví dụ giờ tôi bóc ra nha, thì ở trong cái phần này các em còn bên đây là cái thanh công cụ, nó còn gọi là toolbox, còn bên đây là những cái thanh về thuộc tính. À, đại khái nó cái khu vực của nó bên trái là thanh công cụ, bên phải là thanh thuộc tính. À, những cái phần mềm mà các bạn nhiều khi các bạn sử dụng đó, do là tôi đã chỉnh theo cái cách làm việc của tôi. Ở đây thì cái tính tùy biến các bạn thoải mái luôn, trong SketchUp rất là dễ tùy biến, nên bây giờ các bạn có thể mình tùy biến bằng cách như thế này. Thứ nhất là các em vào cái phần view. À, các em vào view nha. View các em bật cái phần toolbar lên. Toolbar là thanh công cụ này đó, nó ra một cái bảng nhỏ nhỏ giống vậy nè. Rồi chỗ này các bạn có thể bật lên những cái mà các bạn hay sử dụng, ví dụ như là đầu tiên là cái phần để tôi coi cái phần này đây nè, là tool set nè các bạn, bật cái này lên lát tool set là nó sẽ ra nguyên cái bộ công cụ này nè, cái bộ lớn giống vậy. Các bạn bật lên rồi các bạn lôi vô ha. Đây ví dụ giờ tôi tắt nha, nè tôi tắt nè đó, thì nó sẽ mất tiêu nè. Thì giờ ông ta không biết mở ở đâu thì nó mọi thứ nó nằm trong view ha. Đó giờ tôi mở lại nha, để làm cái thao tác ngay từ đầu cho nó dễ. Các bạn vào view trên cái thanh menu nè, view các em chọn toolbar. Rồi chỗ này nó ra rất là nhiều cái toolbar trong đây, thì những cái cơ bản tôi đưa các bạn ha. Thì cái này là máy nào cũng có nè, phần mềm nào cũng có, đó là các em kích vào cái chữ lát tool set là nó hiện ra liền. Ok ha. Rồi tiếp tục mình kéo xuống đây. Rồi các bạn có thể chọn luôn cái mục view nè, các bạn check vô cái mục view giùm tôi luôn, view cái mục view này ha, thì nó sẽ hiển thị ở trên đây. Ngoài ra các bạn có thể di chuyển nó được bằng cách là các bạn, dù các bạn không thích nó nằm đây thì các bạn đưa nó vô cái này, nó là một nhóm công cụ nha, nó là một nhóm công cụ nó lôi ra, thì các bạn để chuột trái vô, các bạn giữ chuột trái các bạn lôi ra ngoài nè đó. Ờ, các bạn có thể lôi ra cái này là cái view là gì thì lát tôi giải thích luôn ha. Thì giờ nếu các bạn muốn gắn nó vô thì các bạn chỉ việc giữ chuột trái các bạn lôi nó vô, giữ chuột trái nha, đó quăng nó lên đây là xong, nó tự động nó snap, có nghĩa là nó hít vô luôn. Rồi ok, có nghĩa là mình không không thích sử dụng cái nào thì mình chỉ việc là mình kéo nó ra. Ví dụ giờ tôi không ưa thằng này đi, thằng nào ta, đó thằng này đi, tôi không ưa này tôi kéo ra, tôi có thể tôi tắt hoặc là tôi để ở đâu đó cũng được, nó tôi để theo như thế này cũng được. Chúng ta di chuyển giữ chuột trái và giữ luôn nè, giữ chuột trái kéo qua đó. Ví dụ như tôi tùy biến cái những cái phần mà tôi hay dùng á,
Ở đây thì các bạn về đó là những cái tùy biến cơ bản đi, thì trong quá trình làm các bạn sẽ hiểu được là mình cần cái gì, nhưng mà thật ra những cái cơ bản như thế này là mình xài được rồi, như bên đây nè. Rồi ở đây nó hình nó có một cái người đứng như vậy là để cho các bạn biết cái tỷ lệ thôi ha, có nghĩa là nó đưa cái hình này vô lúc nào nó cũng vậy, có nghĩa là mình nhìn mình biết cái tỷ lệ. Đây là cái có sẵn của ketchup. Thì có những phiên bản cũ hơn nhiều khi nó không có cái hình người đứng này đâu, có khi lúc là người nữ có lúc là người nam ha. Thì nếu mà các bạn không ưa cái này các bạn chỉ việc là kích vào sử dụng mũi tên đen nha các bạn, đó là select công cụ đầu tiên nè, select là lựa chọn ha, các bạn kích vô đây, kích chuột trái vô các bạn bấm delete, nói dù mình không ưa đi bấm delete, mà tôi thường delete là tại đứng đứng tôi nhìn tôi không 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 có thích à. Rồi thì các bạn delete đi. Rồi bây giờ tiếp tục, bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn những cái công cụ cơ bản. Thì bài tập hôm nay là các em sẽ dùng những cái cơ bản, các em sẽ dựng cho tôi một cái bàn cái ghế đơn giản giống vậy nè, cái bàn cái ghế học sinh có kích thước đàng hoàng luôn, bởi vì đây là file cái phần mềm này nó làm kích thước rất là tốt. Rồi cái công cụ mà nó dựng hình này nọ sử dụng thường xuyên nha, thì trong đây nó có nhiều kiểu dựng nhưng mà cái thường xuyên các em sử dụng đó là hình cây viết chì nè, hay còn gọi là công cụ like, các bạn bấm vô. Rồi ở đây thì cái giao diện của nó bây giờ chúng ta sử dụng cái phím để các bạn thao tác cho nó dễ ha. Thứ nhất là chúng ta sẽ phóng to thu nhỏ cái vùng nhìn này bằng cách lăn chuột giữa nè, lăn chuột giữa, lăn chuột giữa là phóng to thu nhỏ à. Trong này nó không có những cái bóc sẵn đâu các em, nó không giống như 3D Smart đâu à, có nghĩa là không có những cái khối tròn khối vuông sẵn là mình lôi ra mà mình phải dựng hết. Ở trong thằng ketchup này nó vậy nhưng mà nó đơn giản hơn, cái thao tác của nó rồi cái thuộc tính nó đơn giản hơn. Nếu mà các bạn học 3D Max ra thì các bạn sẽ thấy thằng ketchup này đơn giản hơn rất nhiều. Rồi ở đây đầu tiên bây giờ tôi sẽ thứ nhất là phóng to thu nhỏ là các em lăn chuột giữa ha. Còn bây giờ xoay màn hình thì các bạn giữ chuột giữa luôn, giữ chuột giữa xoay nè, giữ chuột giữa nha. Nè xoay tới xoay lui nè. Xoay tùa lưa hết rồi. Đó. Rồi giả sử giờ tôi xoay nó tùa lưa về đi, thì các bạn muốn quay trở về cái góc nhìn mặc định thì các bạn bấm như thế nào nè. Giả sử giờ tôi lỡ tôi quay chuột tùm lum vậy nè, giờ tôi không biết cái góc nào nó có cái góc mặc định hết, thì các bạn nhìn ở trên cái phần mà cái công cụ view á, đây nè view ha các bạn, cái phần mà nãy tôi kêu các bạn lấy ra đó nè, cái công cụ view này nè, đâu rồi, nằm ở dưới này nè, đây cái công cụ view này nè các em, đó cái công cụ này nè. Rồi các bạn lỡ xoay tùm lum á, các bạn muốn quay về mặc định thì các bạn bấm vô hình ngôi nhà trên đây nè, nó tên là ISO, bấm cái bập vô một cái nó quay về mặc định. Thì ở trong đây nó có ba cái trục nè, X, Y và Z ha, nó trục mà xanh dương, đỏ, xanh lá cây, chú ý giùm tôi chỗ này thôi, X, Y và Z à. Rồi ở đây thì bây giờ tôi sẽ tạo một cái khối vuông cơ bản đi các em, khối vuông có kích thước luôn nha. Khối vuông của tôi sẽ là kích thước nó là 40 cm đi, để các bạn biết luôn. Thì đầu tiên các bạn sử dụng cái công cụ, cái cách đầu tiên là sử dụng cái công cụ là cây viết chì. Để tôi gọi cây viết chì cho nó dễ chứ ở trong ketchup nó gọi là like. Các bạn bấm vô. Rồi, các bạn di chuyển làm sao cho mình dễ thao tác thôi ha. Thì hồi nãy á, phóng to thu nhỏ là lăn chuột giữa, còn xoay vòng vòng á là giữ chuột giữa. Còn bây giờ mình kéo tới kéo lui. Nè ví dụ giờ tôi muốn kéo tới kéo lui thì các bạn giữ phím shift cộng chuột giữa kéo nè. Giữ shift ha, giữ shift cộng chuột giữa kéo, giữ phím shift và giữ chuột giữa luôn nha, kéo. Ok rồi bây giờ tôi sẽ làm cái phần tôi vẽ một cái khối vuông 40 cm, các bạn chọn công cụ đó là cây viết chì, các bạn để vô ngay tọa độ. Và chỗ này rất quan trọng chú ý giùm tôi môn này nha, cái đặc biệt trong ketchup các bạn nên làm như thế này để tạo một cái thói quen và cách quản lý file, đó là các bạn dựng cái gì các bạn vẽ cái gì cũng phải bắt đầu từ cái trục tọa độ này, nó có chữ origin nè à, để mình quản lý mới được nha, chứ không thôi vẽ hồi nó chạy mất tiêu luôn, các bạn không biết kiếm nó ở đâu đâu. Cái trục này rất quan trọng, các bạn nhớ là mình làm cái gì mình vẽ cái gì cũng nên đưa vô cái vị trí origin là cái ngay cái trục tọa độ nguyên thủy của nó. Rồi chỗ này tôi muốn vẽ một cái khối vuông 40 cm đúng không, thì các bạn chỉ việc kích chuột trái vô đây cái ngay cái origin ha, các bạn kéo ra thì các bạn nhìn ở dưới nè, này cái chỗ này nè, khu vực này nè, nó có cái chữ len là cái chiều dài nè, rồi các bạn đưa theo cái trục của nó. Và các bạn vẽ thì trên đây nó có ghi cái chữ màu vàng vàng á là on red acid, có nghĩa là mình vẽ theo cái trục màu đỏ, có nghĩa là trong đây nó có ba trục đỏ xanh dương và xanh lá cây. Vậy thì khi các em dựng á, là các em cũng phải theo ba trục đó luôn chứ, các bạn tránh tình trạng giống vậy. Hiện giờ tôi đang vẽ như thế này là ok nè, nó đi theo cái trục màu đỏ nè đó, các bạn vẽ tránh tình trạng giống vậy mà này không biết theo trục nào luôn á,
này đó, như thế này là không không có quản lý được nha. Nhớ giùm tôi những cái nguyên tắc này, là nếu các bạn tuân thủ là các bạn dựng rất dễ. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ theo cái trục màu đỏ. Vậy bây giờ các bạn đưa ra nó một đoạn là cái yêu cầu của khối hợp là 40 cm, vậy thì ở đây là bao nhiêu mm? 400, đánh số 400 vô, đánh 400, enter. Đó, mình được đoạn 400 thấy không? Rồi tương tự như vậy các em vẫn ở cái công cụ đó luôn, các bạn kéo nó theo trục này là trục màu xanh lá cây. Đó. Các bạn cứ rê rê chuột từ từ nó tự động nó đi theo à nè. Đó, nó ra trục màu xanh lá cây. À, trục màu xanh lá cây này cũng là 400. Enter. Đó, đó là một cái cách vẽ ha. Rồi để tôi xem lại cái phần. Rồi bây giờ tôi qua tôi lại tiếp tục tôi đẩy vô cái trục này. Nè, nó theo trục màu đỏ tiếp, đó là 400. Enter. Rồi tôi nói nó vô đây. Rồi xong. Đó, tôi được một cái hình như thế này ha. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn thấy đây tôi được vẽ một cái hình vuông 400 cm rồi đó. À, xin lỗi 40 cm. Rồi bây giờ chúng ta chỉ việc là cho cái này nó thành một khối hộp, nó cao lên 40 luôn. Thì cái công cụ ở trong đây các bạn, nó gọi là cái công cụ mà giống như, ủa các bạn học 3D Max chưa ta? Học rồi phải không? Đang học song song luôn hả? Thì mốt các bạn nếu mà trong 3D nó có cái phần này nó gọi là đùn khối á các em, đại khái tôi gọi tiếng Việt cho dễ á. Chứ nếu mà trong 3D Max á, hoặc là những phần mềm mà 3D các em biết á, thì nó gọi là extrude, có nghĩa là đẩy đẩy cái khối lên. Thì ở trong thằng ketchup này không, nó không gọi là extrude mà nó gọi là bool, là cái công cụ này nè, boost và bool. Bấm vô đây ha các bạn, để chỉ cần để chuột vô ngay cái vị trí này, các bạn giữ chuột trái, các bạn kéo lên, kích vô kéo lên, thì chỗ này cao cao bao nhiêu các bạn đánh số vô, có nghĩa là các bạn cứ kéo lên đại vậy nè. Rồi các bạn nhìn cái số dưới hiện tại đang là 627 mm là không đúng nè, 400. Enter xong, tôi có một cái khối vuông, tôi bấm vô dấu mũi tên đen lại ha. Rồi tôi quay vòng vòng tôi kiểm tra. Quay vòng vòng là chuột giữa nha. Đã, các bạn thấy không? Đây tôi được một khối vuông rồi nè. Đó, khối vuông nó bắt đầu từ cái trục tọa độ. Được chưa? Đó. À. Rồi giả sử bây giờ tôi, sau khi tôi vẽ khối vuông này á, thì các bạn chú ý trong ketchup nó sẽ có mặt nè. Nè đó, tôi đang chọn là chọn những cái face, nó gọi là mặt nè. Rồi những cái này đó, nè những cái này nó gọi là cạnh. Nó có hai cái thôi đó, nè cạnh nè các bạn thấy không, tôi chọn từng cạnh được nè. Rồi tôi muốn chọn nhiều cạnh tôi giữ phím shift tôi chọn. Đó, tôi muốn chọn nhiều cạnh tôi giữ phím shift tôi chọn. Còn tôi muốn chọn hết luôn, các bạn chỉ việc là click chuột nhiều lần vô. Rồi chọn hết. Được chưa? Đó là chọn hết. Chọn hết giữa cái mặt và cái cạnh luôn ha. Trong ketchup nó có cái 3D, nó thật ra 3D nó vậy đó. Nó còn những cái thằng phần mềm khác nó còn có điểm nữa, nhưng mà thằng ketchup này thì nó không có làm cái phần đó. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục, bây giờ mình sẽ edit cái khối này như thế nào. Bây giờ nãy khối này của mình là 40 vuông đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm, mình kiểm tra lại bằng cách như thế nào ha. Thì thứ nhất là các em có thể kiểm tra đo đạt lại được luôn cái gì, bởi vì cái phần mềm này nó là kích thước của nó rất chính xác nha. Có thể là các bạn model một cái bút đó, xong mà các bạn làm kích thước chính xác, các bạn chuyển cái file này các bạn cho những cái xưởng nó làm thành bàn ghế này được luôn, nó làm chính xác luôn. Thì ở đây các bạn có thể kiểm tra lại bằng cách nhìn cái thước dây nè, đó cái icon của nó nè, Tab Mixer Tool. Các bạn kiểm tra lại cái thước dây nè, y chang cái thước mình ngoài sử dụng luôn á. Các bạn bấm vô đây cái, các bạn để chuột vô ngay vị trí này đúng không? Kích trái chuột cái, các bạn kéo nó qua đây. Nè thấy không? Cái thước nó đo cho mình nè, 400 mm. Giống như mình kéo thước thiệt vậy đó. Nè, nó đo cho mình ha, đây nè. Từ đây các bạn kéo ra đây. 400 mm. Đây là một cái số nó hiển thị trên màn hình, còn không thì các em nhìn góc dưới. Nhìn góc dưới màn hình nó có chữ len đó, cũng là 400 mm luôn. Đây là cái thước ha. Ok. Rồi bây giờ tôi muốn cái khối của tôi bây giờ hiện tại là nó đang là 40 cm. Giờ tôi thấy nó, tôi lỡ làm vậy qua đây để mình edit được cái khối ha. Bây giờ tôi còn nó thành 5 cm thôi. Thì các em chọn cái mặt nè, nhớ là lấy mũi tên đen là công cụ select ha. Chọn cái mặt rồi các em chọn cái công cụ tiếp theo, đó là boost và bool, phím tắt của nó là chữ B phở. Còn phím tắt của thằng viết chì này là chữ L. Bấm vô đây, tại đây là những công cụ các bạn hay xài lắm. Rồi các bạn đẩy vô. Nè đó, đẩy vô. Thì đẩy vô các bạn thấy nó có cái thông số ở dưới á, nó chạy nè, là cái chỗ phần distance ở dưới các bạn thấy nó chạy không? Rồi bây giờ hồi nãy là 40. Thì giờ các bạn muốn cái này nó dày 5 á, thì các bạn phải trừ nó lại. Thì ví dụ như là mình trừ là 350. Enter. Sorry, 350 đi vô chứ quên. Đây tôi kéo lại ha. 350. Đó. Các bạn đánh 350. Vì rõ ràng cái này là cái độ dày của tôi nó còn lại đó là 5 cm. Không tin các bạn đo thử ha, lấy cái thước ra đo.
đó nè, 50 mm chính là 5 cm đó. Đó, thằng ketchup nó công cụ nó đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thực hành một cái bài là vẽ cái bàn luôn nha các bạn, có kích thước cụ thể ha. Giờ tôi delete cái này nha, các bạn chọn hết luôn. Hoặc là các bạn quét chuột như thế này. Mình chỉ cần mình học vài cái công cụ rồi thôi, là bây giờ mình từ từ là mình thực hành vô bài, là bài mình vẽ cái bàn cái ghế đơn giản là được rồi nè. Các bạn quét hết cái này luôn, các bạn delete. Rồi tôi bấm về cái công cụ đó là cái nhà ha, cái ngôi nhà nè các bạn, tôi gọi vậy cho nó dễ hiểu nha. Cái ngôi nhà để các bạn trở về cái góc nhìn mặc định nha, ISO rồi, bấm chuột trái một cái. Rồi nó về cái trục tọa độ rồi đó. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ một cái bàn, cái mặt bàn trước mình dựng từ từ ha, cái mặt bàn, cái chân bàn mình dựng cái đơn giản thôi các em, chứ không có cần phải phức tạp đâu. Cái mặt bàn này thì nếu các bạn ấy thì các bạn ướm chừng cũng được, các bạn lấy cái bàn tay mình, cái gang tay mình đo. Cái bàn này hình như chiều sâu nó khoảng 40 á. Cái chiều này nè. Cái chiều này là 40, còn cái chiều này là 1,2 m nè. Thì giờ mình còn cái độ dày của nó là 2 cm. Rồi giờ mình làm vậy luôn. Đầu tiên các em sử dụng cây viết chì, các bạn vẽ cái mặt bàn ra trước, giờ chiều dài đúng không? Dài nó là 1,2 m, vậy thì nó là 1,2 m. Enter. Đó tôi vẽ được như thế này rồi đó. Rồi. Rồi cái chiều này nó là 40, nó là 400. Enter. Rồi thằng này là 1,2 m. Rồi xong. B là công cụ push và pull nè. Các em đẩy nó lên là 2 cm đúng không? Đẩy lên 20. Rồi xong, tôi được cái mặt bàn nó rất là nhanh gọn lẹ luôn. Đó, nó nhanh gọn lẹ lắm các em ha. Rồi bây giờ thì cái bàn này nó cao là 75 á các em. Cái mặt bàn cao với lại mặt đất 75, vậy có nghĩa là các em phải dời cái mặt bàn này lên 75 cm. Thì đầu tiên các bạn chú ý thêm về cái công cụ của nó. Thứ nhất là các em vẽ cái nào trong ketchup, nhớ giùm tôi chỗ này nè. Cái nguyên tắc thứ nhất là các em dựng những cái gì thì dựng từ cái góc tọa độ ra, giống như tôi dựng nè, đó, từ góc tọa độ ra. Cái thứ hai là các em vẽ thì các em chú ý về kích thước cho nó chính xác nếu mà có yêu cầu kích thước. Và cái thứ ba nữa là các em vẽ cái nào xong thì các bạn rút nó lại để mình tách nó ra từng phần á. Ví dụ giờ cái mặt bàn là riêng nè. Thì giờ các bạn muốn rút cái này lại thì các bạn có thể, thứ nhất là các bạn có hai cách ha, mình quét hết luôn. Đây là một cách, mình quét hết để mình chọn đối tượng nha, sử dụng mũi tên đen. Thì các em phải chuột, các em rút nè, phải chuột nha. Ghi chữ mark rút. Các em rút nó lại, đó là một cách. Rồi cái cách số 2 là các em có thể kích chuột nhiều lần vô cái phần mà mình vẽ, cái đối tượng mình vẽ ha, kích chuột vô, kích hết luôn, kích hoài luôn, kích chuột trái nào đó, nó chọn hết nè, đảm bảo chọn hết luôn rồi nè. Nó chọn là nó có cái dấu chấm 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 vậy nè các em. Rồi các em phải chuột, các em chọn mark group, đó là hai cách. Rồi giờ tôi chỉ việc tôi đẩy nó lên. Thì đó, bây giờ mình sẽ học tiếp với công cụ di chuyển. Rồi các em muốn di chuyển thì các em vui lòng nhìn qua bên chỗ này, khu vực toolbox, các em thấy đây nè, move, di chuyển. Nhớ là chọn đối tượng nha, vậy là chưa chọn nè. Các em lấy công cụ mũi tên đen, các em kích chuột trái vô. Đó, vậy là chọn đối tượng nè, các em bấm vô cái công cụ di chuyển. Bập. Rồi chỗ này thì các bạn sẽ chỉ việc là khi mình kích vô công cụ di chuyển á, thì các em để vô đây, các bạn giữ chuột trái, các bạn kéo lên. Nếu các bạn muốn kéo nó thẳng thì các bạn giữ phím shift nè, thấy chưa, giữ shift kéo lên. Rồi nó kéo nó lên thì chỗ này các bạn đánh thông số vô 750. Rồi nó nhảy lên đúng rồi đó, 750 là 700 775 cm á. Ok, vậy là tôi, cái mặt bàn tôi đã nó cách cái sàn là 75 cm. Đúng rồi, cỡ này cỡ 75 á. Rồi bây giờ tôi sẽ làm tiếp cái phần cái chân bàn. Cái chân bàn ha, thì giờ tôi làm luôn cái hình tròn đi các bạn, cho các bạn thêm cái công cụ các bạn dễ hiểu thôi. Thì các bạn ngoài cái công cụ này tôi cung cấp rồi xong, các bạn có thể tự fantasy thêm cái mẫu bàn ghế đơn giản các bạn thích ha, chứ không có cần phải làm giống như tôi, bởi vì cái mẫu tôi làm nó không có hoàn thiện đâu các bạn. Rồi bây giờ cái chân bàn của tôi là tôi muốn cái, thay vì chân nó vuông vuông vậy đi thì nó tương đối nó dễ rồi, bây giờ tôi muốn cái chân nó hình trụ. Hình trụ thì cái nó sẽ có cái phần bán kính. Thì cái hình trụ của tôi là các bạn cứ ước chừng đi ha, cái chân nó cỡ cái chân ghế á, có nghĩa là mình vẽ mình nên liên hệ cái tỷ lệ thực tế nó chân ghế nó cỡ đó, là cái đường kính nó khoảng 2 cm á, thì cái bán kính nó là 1 cm. Thì giờ mình cứ vẽ ha. Rồi để vẽ được cái hình tròn thì các bạn nhìn ở đây, đây là những công cụ mà nó cho mình vẽ nè, hình vuông, rectangle, không phải là hình vuông, rectangle là hình tứ giác, có thể vuông, có thể hình chữ nhật. Thì đây cái hình tròn của nó là cái này, circle. Đây đó, những cái công cụ, thật ra các bạn dùng hết cái này thôi là chúng ta là vẽ được rất nhiều thứ. Đây, bấm circle vô, bấm vô. Rồi các bạn nhớ giùm tôi nguyên tắc thứ nhất trong ketchup, dựng từ trong trục tọa độ ha. Bấm ra đây rồi các bạn kéo lại đi, kéo lại ra chỗ này. Rồi chỗ này các bạn thấy chữ radius ở dưới á, góc ở dưới á, radius này thì tôi sẽ để nó là
Ở cái chân bàn này cho to chút xíu ha. Nó là 1,5 cm nhớ nha. Radius chính là bán kính thì cái đường kính nó mới là 3 cm. Rồi tôi để nó là 15. Một rồi xong. Cái chân bàn có vẻ hơi nhỏ, kệ nó đi. Lát mình chỉnh sửa theo cái điều kiện thực tế. Rồi giờ các bạn kéo nó lên thôi, boost và pull. Đây, boost và pull là kéo lên tới đây luôn. Các bạn nè, chỉ bằng việc các bạn nhớ bấm vô công cụ boost và pull ha, các bạn để vô đây, để vô cái mặt của nó nè, các bạn nhìn nè. Để vô các bạn thấy nó chấm chấm lên nè. Rồi giờ mình boost và pull lên thôi ha. Rồi cái này nó có thằng ketchup này nó có một cái hay. Đó là cái em boost và pull các bạn kích chuột trái vô các bạn. Rồi rê chuột lên, rồi các bạn muốn cho nó hít vô đâu thì các bạn chỉ cần rê chuột vô ngay điểm này là nó tự động nó hít nè. Bập xong. Nè đó, nó hít vô đúng sát luôn á. Nó dựng nhanh lắm các bạn, thằng két này dựng nhanh bởi vì người ta dùng làm nhiều trong vấn đề là làm demo cho khách hàng á, thậm chí là nó làm về nội thất những cái bản vẽ, những cái thiết kế quầy kệ rồi những thậm chí những cái phòng nhỏ nhỏ nó làm cái này rất là nhanh bởi vì nó tiết kiệm thời gian. Rồi các bạn có thể rút cái này lại ha. Nè cái mặt bàn mình rút rồi nha, còn cái này chưa rút nè. Đó các bạn chọn hết cái này luôn. Phải chuột, make rút. Rồi ok, đó tôi đã rút nó lại, nhớ giùm tôi nguyên tắc đó nha. Nhưng mà bây giờ mình muốn chỉnh sửa như thế nào? Rồi ở đây tôi giới thiệu với các bạn một số cái góc nhìn ở trên camera, ở trên ketchup. Thứ nhất đây là góc nhìn phối cảnh hay còn gọi là ISO. Rồi, cái thứ nhì đó là góc nhìn top, có nghĩa là góc nhìn từ trên nhìn xuống. Bấm vô đi, đó từ ở trên nhìn xuống nè, top. Còn góc này là front, là nhìn chính diện, bấm vô. Rồi này là bên trái, bên phải gì nè, còn này là nhìn phía sau lưng. Còn cái này là nhìn bên trái, đó, đây là những cái góc nhìn. Bây giờ tôi sẽ quay lại góc nhìn bên chính diện đi. Chính diện là do tôi dựng cái này nó như thế này chứ thật ra chính diện nó phải xoay lại. Vậy thì lúc mình vẽ cái mặt bàn á, mình phải xoay nó lại ha. Nhưng thật ra nó cũng không sao. Rồi, ở đây các bạn thấy nó bị một cái hiện tượng như thế này. Để giải thích ngay cái bài đầu tiên để các em hiểu luôn. Đó là cái góc nhìn của mình nó đang bị méo nè, các bạn thấy không? Nó đang bị méo nè. Tất cả những cái mặt này thật ra nó đều nhau nè. Cái này là hình chữ nhật nè, nhưng mà tự nhiên qua cái góc nhìn này các bạn thấy nó bị hút vô không? Cái cạnh này nó dài hơn là do cái quy luật phối cảnh. Mà quy luật phối cảnh là quy luật mà cái giống như con mắt mình nhìn á, các bạn đứng trước một cái đường, con đường mà có hai hàng cây á, cái cây nó bằng nhau nhưng mà cái cây ở đằng xa các bạn thấy nó nhỏ mà, nó gọi là điểm tụ á, có nghĩa là nó tụ về một điểm. Thì cái này cũng vậy, thật ra nó là bình thường thôi. Còn các bạn muốn nhìn theo góc nhìn 2D, có nghĩa là góc nhìn nó giống như AI Photoshop á, thì các bạn vào cái phần camera. Các bạn tắt cái này đi. Đây, nó đang ở chế độ đó là Perplexity là phối cảnh ha, các bạn tắt nó đi. Nào đó, nhìn đúng luôn nè. Biết sao không? Đôi khi các em phải nhìn cái này để các bạn chỉnh sửa, ví dụ giờ tôi muốn dời cái chân bàn tôi xích vô. À, dời xích vô. Rồi bây giờ tôi sẽ bấm nhớ là chọn đối tượng nè, tôi chuyển qua chế độ đó là cái vùng nhìn nó không phải phối cảnh nha, tôi tắt nó đi. Các bạn chọn đối tượng là chân bàn rồi bấm chữ M là phím tắt của chữ di chuyển. Rồi tôi lôi nó vô nè. Đó. Ở đây lôi nó vô tôi cho nó đánh một cái thông số luôn 25. Đó tôi dời chân bàn vô. Cái chân bàn nó đâu có nằm vậy, nó phải vô vậy mới đúng nè. Rồi tôi quay qua góc khác. Ở đây các bạn thực tập các bạn nên bấm những cái góc nhìn ha. Ở đây tôi đang ở mặt front, tôi qua mặt right. Tôi zoom nhỏ lại. Đây, mặt right là nó chưa vô nè, thấy không? Rồi tôi sẽ đưa nó vô tiếp M ha, là di chuyển 25. Rồi xong. Rồi tôi trở về góc phối cảnh. Rồi tôi bật cái camera nè, cái công cụ cái menu camera các em bật lên và backstage là phối cảnh nha. Đây là những cái cần lưu ý thôi, còn những cái phần kia các bạn khỏi lưu ý cũng được, bấm vô và backstage. Rồi các bạn thấy cái chân bàn tôi đưa vô đẹp rồi nè. Đó rồi nhiệm vụ của tôi bây giờ là tôi sẽ làm bốn cái chân bàn nè, tôi đưa vô đúng vị trí đẹp luôn, được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ copy cái thằng này ra ha. Rồi tôi lại chọn camera, tôi chọn cái bỏ chế độ phối cảnh đi, rồi tôi chọn góc front nè để tôi nhìn cho nó dễ các bạn. Đó, đây là cái cách làm việc. À, các bạn bấm di chuyển, ha, chọn đối tượng ha, lấy mũi tên đen chọn cái chân bàn, các bạn bấm di chuyển, rồi các bạn di chuyển nó ra, rồi giữ phím shift nè, giữ phím shift để di chuyển thẳng nè, giữ phím control để copy nè, đó, giữ phím shift để di chuyển thẳng, giữ phím control để copy. Chỗ này là để là 350. Đó, ok. Nhớ nha, giữ control là copy ra, giữ phím shift là kéo nó thẳng. Nó theo cái trục hết rồi tôi qua bên cái mặt right. Rồi tôi quét hết luôn, tôi quét hết hai hai cái chân bàn này. Tôi tiếp tục bấm nút di chuyển.
Rồi các bạn giữ phím shift kéo ra nè, giữ shift là nó thẳng nè, thấy không? Rồi bấm thêm phím control nữa, rồi kéo nó ra tới đây. Các bạn nhìn thông số dưới nó là 1145 đúng không? Rồi ok, nó là 1145. Enter, rồi xong. 1150 đi. Rồi đó đúng rồi đó. Rồi các em về camera các em chọn VBST. Rồi tôi được 4 cái chân bàn. Hai, rồi chỗ này tôi làm lại một xíu nha. Tôi delete nha. Rồi tôi delete cái chân bàn này luôn. Rồi giờ tôi mới dựng được con chân nè, giờ tôi muốn nó ra cái chân khác thì thật ra tôi đang làm chậm á, chứ nếu mà thao tác làm vậy là các bạn làm cũng khá là chậm. À, thì bây giờ đầu tiên các bạn nên chuyển nó qua một cái vùng nhìn cố định bằng những cái góc nhìn ở trên đây. Đầu tiên tôi cho nó qua cái mặt front. Đây tôi cần cái mặt này nhưng mà tôi tắt cái chế độ camera phối cảnh đi bằng cách vào camera bỏ cái mục backstay đi. Rồi xong. Rồi các bạn bấm vô cái chọn cái chân bàn nha. Đây nè, tôi chọn cái chân bàn. Rồi các em bấm di chuyển, công cụ di chuyển nè. Rồi các bạn giữ cái phím shift kéo ra, giữ phím shift và phím chuột trái luôn, giữ luôn nha, kéo ra rồi đè thêm control nữa để copy. Rồi buông ra đi các em. Chỗ này mình sẽ đánh nó là 350. Cái này là do là mình tính thôi, mình tính là cái khoảng này nó hồi nãy nó vô là nãy mình tính nó là bao nhiêu đó thì giờ mình trừ nó ra thôi. Thì cái này là số nó là khoảng 350. Thì các bạn nhìn nó đều đều vậy là cũng được rồi. À, rồi tôi qua cái mặt khác nha. Đây giờ tôi copy, tôi có hai hai cái chân này nè. Các bạn nhìn đi qua góc phối cảnh tôi rõ ràng tôi được hai chân không? Nhưng mà qua cái mặt này là do hai chân này nó trùng nhau nên các bạn nhìn thấy nó bị đè lên nè. Rồi tôi quét, tôi chọn hai cái chân bàn luôn. Rồi bấm phím M là phím tắt của di chuyển ha. Giữ phím shift, giữ control luôn. Control shift á. Rồi chỗ này tôi đánh nó là 1150. Rồi xong. Rồi các bạn bật cái góc đó là về phối cảnh ISO. Rồi chỗ này bật camera phối cảnh lên, camera privacy. Rồi tôi được cái bàn như thế này. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ làm cái chân bàn, chứ một cái bàn như vậy là không bao giờ đứng được. Bàn này là để lên về ngồi là té luôn, té liền ha. Nó có phải có những cái mà cái chân ngang với lại chân dọc của nó mới được ha. Thì giờ tôi sẽ làm một cái chân nó bắt qua đây. Đây là cái bàn cực kỳ đơn giản nha. Hai cái chân này bắt qua đây ha. Thì giờ các bạn qua một cái góc rồi các bạn copy này ra thôi các em, giữ phím M nè, nguyên tắc copy nó ra nè, bấm vô đây, chọn công cụ M, nhớ là chọn đối tượng ha, công cụ M. Rồi các bạn giữ shift control luôn, control shift kéo ra buông. Rồi bây giờ tiếp tục, giờ mình xoay nó lại nha. Tôi lấy cái cây này để tôi xoay á, thì các bạn ở công cụ di chuyển các bạn rê chuột vô đối tượng, các bạn có thấy hai dấu cộng màu đỏ không? Hai dấu cộng màu đỏ cho đối tượng á, thì các bạn chỉ việc để con chuột vô một trong những dấu cộng đó, nó tự động nó ra xoay cho các em nè, nó ra cái thước xoay nè. Rồi các bạn giữ xoay, xoay cái này thì các bạn đánh thông số vô luôn, chín chục à, không chứ quên, rồi không là nó xoay xuống vậy nè. Rồi các bạn đưa nó vô thôi, tiếp tục camera các bạn tắt chế độ phối cảnh đi, bật chế độ này lên đó. Giờ mình đưa M di chuyển, giữ phím shift di chuyển vô. Rồi chỗ này thì các em buộc phải qua cái góc phối cảnh khác rồi để mình chỉnh sửa lại chút xíu ha. Đây rồi các bạn thấy trong cái group này á, các bạn sẽ không có bút và bool được nè, bấm vô đây nè, nó không cho mình chọn nè, là do nó đang trong cái group, có nghĩa là mình đã group nó lại. Vậy thì các bạn muốn chỉnh sửa một cái đối tượng nào đó trong cái group thì các em chỉ việc kích chuột nhiều lần vô cái group đó thôi nè, kích trái chuột. Rồi xong rồi đó, các em bút và bool vô, bấm vô cái mặt này, đã kéo vô đại đi các bạn, đó kéo vô như thế này, Ctrl Z lại nha, undo là Ctrl Z ha, kéo vô đó cho nó vô tới cỡ này là được rồi. Rồi cái thằng này cũng vậy, kéo vô xoay nó qua góc khác cho dễ nhìn ha. Rồi xong rồi, các bạn kích chuột ra ngoài là xong đó, tôi dựng được một cái này. Rồi giờ tôi sẽ quay ở cái góc camera, tôi bỏ phối cảnh đi, tôi theo cái mặt run, tôi kéo nó xuống một chút, di chuyển xuống, giữ phím shift nha các bạn nè. Này không, không giữ shift à, không giữ shift nè, đó không giữ shift là khi mình kéo chuột nó nhảy lung tung hết. Và trong thằng ketchup là nhớ theo trục tọa độ ha, ví dụ như góc này nó chỉ có hai trục tọa độ thôi, đó là cái trục ở trục đứng và trục ngang, thì các bạn buộc phải tuân theo hai cái trục đó chúng ta dựng hình nó mới được, chứ các bạn để về biết nó nằm ở đâu. Nãy giờ tôi để đại về đi, giờ tôi kéo đại về nè, tôi thấy nó cũng ngay ngay rồi nè nha, ví dụ vậy. Rồi các bạn ra cái góc phối cảnh các bạn coi nè, nó bị méo ha. Hoặc là tốt nhất là các em set nó về những cái góc camera như thế này, rồi các bạn di chuyển nó, giữ phím shift xuống nè. Rồi tôi di chuyển xuống một đoạn nó là 250. Rồi cái chân bàn tôi cỡ này đi. Rồi xong. Tôi bật chế độ phối cảnh lên ha, camera backstay.
Rồi nhiệm vụ bây giờ tôi qua cái mặt này nè, cái mặt nhìn đây để tôi copy thằng này ra thôi. Rồi camera tôi chọn bật cái này, tắt cái này đi ha. Tôi chọn đó là cái góc này. Đây, M giữ phím shift control kéo nó ra. Rồi 1150 xong. Rồi các em chọn lại cái chế độ phối cảnh, các bạn sẽ thấy rồi tôi được cái chân bàn như thế này đó, đưa vô đúng vị trí luôn nè, thấy chưa. Rồi tiếp tục các bạn có thể làm cái chân ngang nữa. Chân ngang này thì dễ rồi, copy này ra, M giữ phím shift phím control kéo nó ra. Rồi giờ xoay nó lại nè, thì các bạn xoay thì lúc mình đang trong thao tác M là di chuyển á các bạn, công cụ di chuyển thì các bạn để chuột vô đây. Rồi đánh chỗ này là không ha, đánh số 0 vô là nó xoay ngang thôi, có gì đâu. Rồi bấm qua cái phần góc nhìn bên này, camera. Thật ra làm quen thì các bạn làm chỉnh sửa nhanh lắm. Rồi các bạn double click vô, bấm phím B phở là công cụ boost và pull ha. Tôi kéo này ra đây, tôi cần nó ra tới đây nè, đúng chưa. Rồi ở đây cũng vậy, boost và pull, kéo nó ra tới đây. Rồi ok, qua góc nhìn khác ha, góc nhìn này camera chọn tắt cái này đi. Rồi bây giờ các bạn không thấy hai cái thanh kia nè, bây giờ nó mất tiêu rồi nè, hai thanh kia nó bị che rồi, thì các bạn vào cái phần view, các bạn chọn tôi là face style này, các bạn chọn x-ray view nha, để mình nhìn thấy, nó nghĩa là mình nhìn xuyên thấu qua đó, để mình nhìn cái đối tượng mình nó cho nó dễ. Các bạn vào view, các bạn chọn face style, chọn cho tôi đó là x-ray đó, các bạn thấy nè, đó nó mờ mờ rồi, các bạn di chuyển xuống thôi, chọn công cụ M giữ phím shift kéo xuống rồi bu rồi nó vô rồi đó. Rồi các bạn vào view, các bạn chọn face ha, face là mặt á, face style, bấm tắt cái này đi, rồi trở lại như cũ. Rồi tôi quay qua góc khác tôi kiểm tra đây, chất quớt luôn rồi nè ha, tại vì cái có nghĩa là khi trong 3D các bạn phải kiểm tra nhiều góc ha, ví dụ như cái góc này đã đạt thì phải qua góc bên đây, tại 3D nó có chiều sâu mà. Thì chỗ này các bạn bật lại view, các bạn bấm face style, các bạn bấm cho tôi đó là x-ray này, các bạn thấy nó nằm đây không, M di chuyển nó ra giữ phím shift ha. Rồi tôi đưa nó canh giữa đại này đi các em. Rồi đó xong, các bạn vô view, các bạn bật face style, tắt cái x-ray đi, rồi bật camera phối cảnh lên, camera và opacity là phối cảnh ha, có những cái nhiêu đó các bạn cần nhớ thôi, còn những kia các bạn có thể bỏ qua. Rồi các bạn bật lại chế độ đó là ISO, là chế độ vùng nhìn default của nó. Rồi xong, đây tôi đã dựng được cái chân như thế này. Đó. Đây tôi dựng được cái bàn rồi, tương tự như vậy các bạn sẽ sử dụng những cái công cụ đó. Các bạn có thể không thích, ở đây tôi vẽ cái khối trụ tròn để các bạn thấy nó có nhiều tác dụng, chứ thật ra khối vuông thì nó dễ canh hơn. Khối vuông á, cái khối vuông của mình thì dễ canh hơn. Rồi ở đây thì các em tiếp tục các bạn sử dụng những cái cách chúng ta dựng đơn giản như thế này, các bạn có thể dựng thêm một hai cái ghế nữa. Các bạn chỉ cần dựng một cái ghế thôi, các bạn copy nó ra ha. Ví dụ như giờ tôi muốn copy thêm cái bàn này nữa nè, các bạn nhớ chọn hết luôn, quét hết rồi các em phải chỗ các em make group. Rồi giờ tôi copy ra nha, giờ cho các bạn thấy sự copy của nó rất khá là tiện lợi. Giờ tôi muốn copy, tôi muốn xếp cái bàn này nó 5 cái đi. Rồi các bạn bấm M, các bạn bấm M ha, các bạn giữ control shift kéo nó ra. Ví dụ như mỗi bàn nó cách nhau 1,5 m nè, kéo nó ra đây, 1,500 1,5 m là 1,500 đúng rồi. Rồi rồi bây giờ tôi muốn 5 cái bàn như vậy, không lẽ giờ tôi làm sao, thì các bạn tiếp tục các bạn bấm dấu 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 sao á, dấu sao trên trên cái bàn phím á, cái dấu hoa thị dấu sao á, sao 5 enter đó, nó tự nhân ra cho mình luôn nè, đó nó nhân ra cho mình. Mà nhân này nó sẽ tính luôn cái đầu tiên ha, như ở đây mình được 6 cái là 1 2 3 4 5 6. Vậy các bạn muốn 5 cái thì các bạn phải trừ lại, có nghĩa là 4 ha. Đây tôi làm lại chỗ này nha. Bây giờ tôi muốn có cái bàn học sinh, tôi muốn ship nè. Các bạn bấm qua, nhớ là chọn đối tượng, thao tác thứ nhất chọn đối tượng bằng mũi tên đen select. Nó có nhiều đây công cụ rồi các bạn. Rồi, ngoài ra nó còn sử dụng thêm một số các plugin nữa, thì những cái plugin những bài sau tôi sẽ hướng dẫn, còn công cụ đây dựng là maximum, là những cái đơn giản này dựng hết được hết. Rồi các em chọn cho tôi đó là cái công cụ select ha, chọn đối tượng, sau đó các em bấm chữ M đó là phím tắt, cái này tôi xài phím tắt nha, tại xài cho nó nhanh, của công cụ di chuyển bập. Rồi các em chỉ cần để vô cái đối tượng mình ha, giữ control shift kéo, rồi kéo ra nhiều kệ nó đi, các bạn cứ buông ra một khoảng đi, rồi các bạn nhập số vô, đánh chừng đánh số vô thôi, ví dụ như nó cách nhau là 1,5 m nè, 1,500 enter. Rồi giờ tôi muốn có 5 cái bàn giống vậy, các bạn bấm thêm cái dấu sao số 4 ha,
nhớ trừ lại nha, nó tính là tính cái gốc luôn rồi. Enter rồi xong được 5 cái. Các bạn điểm này và kích thước của nó cách nhau đúng 1,5 m luôn á. Rồi bây giờ tôi tiếp tục, tôi cho các bạn tiếp xem tiếp một cái tính năng nữa ha. Giờ tôi chọn hết cái đống này. Các bạn phải chuột, các bạn rút lại cho nó dễ. Rồi giờ tôi copy tiếp nè. Rồi bây giờ tôi sẽ copy từ ra đây tới đây là 5 mét nha. À, tôi đang ở công cụ M, các bạn giữ Ctrl Shift. Rồi 5 mét là nhiêu ta? Là 5.000. Enter. Rồi bây giờ tôi muốn xen giữa này nè. Có nghĩa là cái khoảng tôi cũng copy nguyên cái dãy bàn này, nó cách ra 5 mét nhưng mà ở giữa nó sẽ có một cái dãy nữa, có nghĩa là ở giữa đó là cái canh giữa luôn. Thì các bạn chỉ việc bấm cái dấu chia hai rồi xong đó. Các bạn muốn chia bao nhiêu đó thì chia ha. Bây giờ tôi giả sử chia ba đi, cái dấu chia nè, ba được hai dãy bàn, có nghĩa là nó chia ra từ cái đoạn này tới đoạn này ở giữa nó chia. Đây là cái tính năng rất là hay của Ketchup để bố trí này nọ mà chúng ta không cần biết kích thước nó là bao nhiêu ha. Cần nên ghép lại. Và thường cái ghế này, cái bàn này là tôi làm lại nè. À, các bạn nên thao tác cái này M ha, M là phím tắt của di chuyển nha. Rồi các bạn giữ Ctrl Shift, các bạn kéo ra đây. Bây giờ tôi kéo ra cái, giả sử như tôi có hai cái dãy bàn nó cách nhau là 5 mét, 5.000 Enter. Rồi các bạn mình suy nghĩ tiếp, bây giờ tôi cần một cái dãy bàn ở giữa nữa, các bạn tiếp tục bấm dấu chia hai Enter rồi xong được ha, được nguyên cái dãy bàn như thế này đó, nó đều nhau hết đó các em. Nó không có, thật ra lúc này mình đâu cần biết đâu, giống như mình xếp ở ngoài vậy đó, mình xếp cái dãy bàn dãy ghế ha. Rồi các bạn có thể thao tác thực hành cái bài bàn ghế như thế này, những cái lệnh copy như thế này thôi. Bài lab số 1 nó chỉ dừng lại ở đó nha. Rồi ok, tôi sẽ gửi cái video cho các bạn sau ha, nãy mình có record lại rồi.